Ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử Hồ Ngọc Tài sinh năm 1989, Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1981, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1993, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 5 cùng 13 bị cáo khác về tội cướp tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết hành vi các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới tài sản người khác, cần phải có bản án thích đáng để răn đe, phòng ngừa chung. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng chung mức án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Quốc Dũng từ 18 đến 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn từ 7 đến 9 năm tù và các bị cáo còn lại chịu mức án từ 8 đến 20 năm tù. Về dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Chiều 11 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú, 33 tuổi, trú phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện tạm trú tại 51 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, và Nguyễn Văn Nghĩa, trú tại ấp An Quy, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Vào tháng 10 năm 2021, Tú gặp anh H, trú tại thành phố Huế, là người bị suy thận đang điều trị tại một bệnh viện ở Huế, để đặt vấn đề với anh H mua thận ghép thì anh H đồng ý. Tú liên hệ với Nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận. Sau đó, Nghĩa tìm được anh T, 33 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là người có nhu cầu bán thận. Sau đó thống nhất mua bán thận với số tiền 360 triệu đồng. Nhưng Nghĩa lại báo với Tú thỏa thuận mua bán thận với anh H là 800 triệu đồng. Anh H đồng ý và ứng trước cho Tú số tiền 300 triệu đồng. Tú đưa hết số tiền cho Nghĩa và được Nghĩa chi cho Tú 50 triệu đồng là tiền môi giới. Tuy nhiên, khi anh H không được ghép thận như đã thỏa thuận, không lấy lại đủ số tiền đã ứng trước cho Nghĩa. Ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, 57 tuổi, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là đối tượng cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên Sang Nghĩa, Trần Nguyễn, Hiền Nguyễn, Liên để cùng với Nguyễn Thị Hồng Sơn tổ chức việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía Nam. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, các đối tượng thống nhất số tiền thắng thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt. Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn đánh bạc trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi lô số đề gần 408 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Hồ tổ chức khám nghiệm một tử thi nam giới nổi trên sông Tiền đang trong giai đoạn phân hủy. Thi thể có các đặc điểm như tóc ngắn, mặc áo sơ mi dài tay sọc cà rô xanh đen, quần jean, chiều cao khoảng 1m7, độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 5, người dân sinh sống khu vực ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang giăng lưới trên sông Tiền thì phát hiện thi thể nổi trên sông và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Chiều 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, xe khách 36 chỗ 43B04543 do tài xế Đỗ Xuân Hùng, 43 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, điều khiển chạy theo hướng Huế, Quảng Trị. Khi đến km 798+500 quốc lộ 1A, địa phận tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thì xe bất ngờ tông vào giải phân cách. Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng phần đầu, bánh xe rơi xuống đường, nhiều đoạn giải phân cách đổ ngã. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 16 hành khách, trong đó có 3 người bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Theo đội 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách đi không đúng phần đường quy định. Chiều 11 tháng 5, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương tiêu hủy gần 32.000 bao thuốc lá nhập lậu, gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bằng hình thức xoay nhuyễn rồi đưa vào lò đốt.
Theo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, Ban chỉ đạo 389 Cà Mau cũng đã làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ thương hiệu, mục tiêu góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp và sự an tâm khi mua sắm của người tiêu dùng. Ngày 11 tháng 5, liên quan đến vụ việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại trạm y tế Thăng Bình ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến một số trẻ phải nhập viện, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công điện yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương. Trước đó, vào sáng 9 tháng 5, Trạm Y tế Thăng Bình tổ chức tiêm chủng vaccine dịch vụ cho 15 trẻ em trên địa bàn. Trong đó có 6 liều vaccine Hensasim 6:1 do Pháp sản xuất, 9 liều vaccine phế cầu của Mỹ và 1 liều vaccine rotavirus của Việt Nam. Sau khi tiêm, gia đình một số trẻ phát hiện có 4 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi tiêm vaccine Hensasim bị hết hạn vào tháng 3 năm 2023. Hiện sức khỏe của các trẻ không có dấu hiệu bất thường, ngoại trừ bị sốt nhẹ. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Nông Cống, 4 liều vaccine hết hạn nằm trong tổng số 165 liều vaccine thuộc đơn vị mua từ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hà Nội vào ngày 23 tháng 5 năm 2022. Lô vaccine được sản xuất vào tháng 4 năm 2020 và hết hạn vào tháng 3 năm 2023. Ngày 11 tháng 5, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết Dầu Dây đã được khánh thành đưa vào khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đến nay, trên tuyến đã xảy ra tình trạng một số phương tiện xe ô tô, xe máy đi ngược chiều đường cao tốc. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây còn xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập trên các cầu vượt, ném đá xuống đường, gây hư hỏng kính chắn gió của phương tiện khi đang lưu thông.